Phương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today. Và thưa quý vị, sau 2 ngày gián đoạn, Phương Giang xin được bắt đầu chương trình chào buổi tối ngày thứ tư 15 tháng 5. Thưa quý vị, có hai chiếc thủy phi cơ đã đụng nhau ở Alaska khiến 6 người bị thiệt mạng, có tổng cộng là 14 người ở trên hai chiếc thủy phi cơ này. Và 6 người này thì trong đó có một nạn nhân 53 tuổi từ San Diego, California. Vào ngày hôm nay thì cũng có một chiếc trực thăng rơi ở thành phố New York xuống sông Hudson. Và may mắn là trên cái chiếc trực thăng này chỉ có mỗi một mình phi công mà thôi và không có thiệt hại về nhân mạng. Bên cạnh đó thì vào ngày hôm nay, nước Mỹ đang nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Lần này không phải là súng đạn mà đó là quyền phá thai. Sau khi tiểu bang Alabama đã thông qua cái dự luật 314. Và trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, thì bà thống đốc của tiểu bang Alabama là bà Kay Ivey. Bà Kay Ivey thì bà đã ký trong vòng chưa đến 24 tiếng đồng hồ, đã ký cái dự luật này thành luật. Và đây trở thành cái luật mà nghiêm cấm phá thai khắc khe nhất trên nước Mỹ từ trước đến nay, kể từ sau cái phán quyết vụ kiện Roe v. Wade vào năm 1973. Thưa quý vị, luật của tiểu bang Alabama cấm gần như toàn bộ các hình thức phá thai vì bất cứ lý do gì, chỉ ngoại trừ một lý do, đó là nguy hiểm tới tính mạng của người phụ nữ. Thậm chí, cái bào thai là kết quả của một vụ cưỡng dâm cũng không được phá. Thậm chí cái bào thai là kết quả của một vụ loạn luân cũng không được phá. Và người đi phá thai thì không bị phạt, nhưng mà bác sĩ thực hiện cái ca phá thai đó thì bây giờ cái mức hình phạt nó nâng lên là tội đại hình Class A felony. Và cái hình phạt, khung hình phạt là từ 10 năm tù có thể lên cao nhất 99 năm tù. Thưa quý vị, dân chủ họ đấu tranh rất là nhiều, nhưng mà dự luật này đã được ký thành luật. Và bây giờ các nhà hoạt động, các tổ chức mà bảo vệ quyền của người phụ nữ đang dự tính sẽ đưa cái vụ này lên tối cao pháp viện. Kể từ khi mà ra phán quyết vào năm 1973 về vụ Roe kiện Wade, và cái phán quyết này cho phép phá thai, và cái phán quyết này của tối cao pháp viện vào lúc đó thì nó đặt chú trọng vào cái quyền riêng tư của người phụ nữ. Và bây giờ cái cán cân ở trong tối cao pháp viện thì nghiêng về phía Cộng hòa hơn. Thì chúng ta thấy có cái sự thay đổi về hệ tư tưởng ở trong tối cao pháp viện. Và gần đây nhất là thẩm phán tối cao pháp viện, đó là ông Brett Kavanaugh, là thẩm phán Cộng hòa, là người có cái quan điểm chống phá thai rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy, những người chống phá thai, những nhà hoạt động chống phá thai đã thử lại. Và họ hy vọng là cho dù được đưa lên tối cao pháp viện đi chăng nữa, thì cái phán quyết cuối cùng cũng có lợi. Chúng ta chờ xem. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, một cái vụ tranh cãi nó đang diễn ra ngay tại nước Mỹ. Và đây chắc chắn sẽ là cái chủ đề để mà tranh cãi tranh cử tổng thống vào năm 2020. Và chúng ta chờ xem. Thưa quý vị, mới tuần trước thì thống đốc của tiểu bang Georgia là ông Brian Kemp cũng đã ký cái luật chống phá thai. Nhưng mà cái luật chống phá thai thì ở Georgia thì nó có khác với luật chống phá thai ở tiểu bang Alabama. Luật chống phá thai ở tiểu bang Georgia thì nó nghiêng về cái nhịp tim của phôi thai, nhịp tim của thai nhi. Không được, tại Georgia không được phá thai khi mà nhịp tim, tim thai đã được xác định, tức là khoảng từ 5 đến 6 tuần trước khi người phụ nữ biết là mình có thai. Đây ở Alabama là cái luật thứ 6, tức là tiểu bang thứ 6 và tiểu bang thứ 4 trong năm nay đã thông qua cái luật chống phá thai. Và luật chống phá thai một lần nữa như Nhan đã chia sẻ là luật chống phá thai ở Alabama, và lúc này đây là nghiêm khắc nhất ở trong nước Mỹ. Bên cạnh đó thưa quý vị,
Vào ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh bảo vệ các mạng lưới thông tin của Hoa Kỳ và nghiêm cấm các công ty của Mỹ làm ăn giao dịch với một số công ty cụ thể, trong đó có công ty Huawei. Và thưa quý vị, cái sắc lệnh này ông Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ký cái sắc lệnh này, ban bố tình trạng quốc gia khẩn cấp để ký cái sắc lệnh này. Và sắc lệnh này cho phép Bộ trưởng Bộ Thương mại ngăn chặn những cái giao dịch của các công ty Mỹ đối với những nhà cung cấp từ các đối thủ của ngoại quốc mà có thể gây nguy hiểm đến nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, đến cái an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cái động tác này được xem là cái bước đi để gây áp lực lên cho Trung Quốc về cái cuộc chiến thương mại hiện tại. Cuộc chiến thương mại hiện nay thì rất là căng thẳng, thưa quý vị. Hương Giang nhắc lại, đó là mới đây Tổng thống vào thứ Sáu tuần trước thì Mỹ bắt đầu chính thức nâng thuế 10% đến 20% đối với khoảng 5.000 mặt hàng có tổng giá trị nhập cản từ Trung Quốc là 200 tỷ Mỹ Kim. Trước đó là thuế nhôm, thuế thép. Rồi sau đó là đến cái tổng giá trị hàng nhập cản từ Trung Quốc là 50 tỷ, bây giờ 200 tỷ, tức là tổng cộng là 250 tỷ. Trong tổng số 325 tỷ Mỹ Kim. Và Trung Quốc đáp trả, có biện pháp trả đũa, tức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 thì những cái mặt hàng nhập cản từ Hoa Kỳ có tổng trị giá là 60 tỷ Mỹ Kim thì cũng bị Trung Quốc nâng thuế. Và như vậy thiệt hại hiện tại là các nhà nông. Chính vì vậy, hiện nay chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cái mức hỗ trợ lên cho các công ty, nhắc các nhà nông ở những tiểu bang bị thiệt hại nhiều nhất về cái cuộc chiến thương mại này. Theo phân tích trước đây thì Hương Giang đã chia sẻ với quý vị, theo các chuyên viên kinh tế phân tích thì nếu như cuộc chiến thương mại này trước đây 50 tỷ Mỹ Kim, cái tổng giá trị hàng hóa nhập cản từ Trung Cộng 50 tỷ Mỹ Kim thì nó không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng bây giờ với cái lần này thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống hàng ngày. Và bây giờ như Hương Giang chia sẻ, Hương Giang là người đi chợ, nội trợ, Hương Giang so sánh cái bill thì thấy rõ ràng bây giờ cái chi phí, cái sinh hoạt, cái bill đi chợ, cái hóa đơn đi chợ nó bắt đầu tăng rồi đó quý vị. Và những cái mặt hàng tăng thì quý vị thấy là những cái mặt hàng, những cái đồ dùng hàng ngày, đồ gia dụng hàng ngày của mình. Từ quần áo trẻ em, từ dầu gội đầu, dầu tắm, quần áo, cho đến là ghế, bàn, ghế, rất là nhiều mặt hàng, những cái mặt hàng thiết yếu, những cái mặt hàng mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Và chắc chắn thưa quý vị, nó có ảnh hưởng tới nền kinh tế, mất công ăn việc làm. Và nếu như theo lời của Tổng thống Donald Trump là ông không có ngán, ông sẽ chơi tới cùng, tức là tăng thuế toàn bộ cái phần còn lại của 325 tỷ Mỹ Kim. Mà nếu như vậy thì các chuyên viên về kinh tế họ đang rất là quan ngại là như vậy nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, và như vậy thì nó làm suy thoái nền kinh tế. Mà năm 2020, bầu cử năm 2020 thì bây giờ đã cận kề rồi. Thưa quý vị, có lẽ vì vậy mà ngày hôm nay Fox News họ có một cái cuộc thăm dò từ ngày 11 đến 14 tháng 5 và ngày hôm nay kết quả thăm dò đã được công bố. Thưa quý vị, đây là cuộc thăm dò của Fox News, tức là một cơ quan truyền thông bảo thủ ủng hộ ông Donald Trump hết sức, hết mình. Và cái thăm dò của Fox News vào ngày hôm nay cho thấy là cử tri rất là phấn khích về cái nền kinh tế hiện nay và họ cho điểm ông Donald Trump. Cái điểm tín nhiệm của cử tri trong cái thăm dò của Fox News nó được tăng lên thêm một điểm, tức là 46%. Nhưng mà thưa quý vị, đa số các cử tri tham gia cuộc thăm dò này cho rằng cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc nó gây tổn hại đến nền kinh tế của Mỹ nhiều hơn là giúp. Và có lẽ vì lý do đó mà khi cái câu hỏi là
liệu ai sẽ bảo vệ cái lợi ích của Mỹ nhiều hơn, ông Joe Biden hay là ông Donald Trump? Joe Biden, Hương Giang nhắc lại, là cựu phó tổng thống của Hoa Kỳ dưới thời ông Obama, và bây giờ ông là ứng cử viên hàng đầu trong vòng sơ bộ của đảng Dân Chủ. Cái thăm dò mới nhất tại Pennsylvania thì ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump. Trở lại với cái thăm dò của Fox News. Thăm dò Fox News cho thấy là 42% cử tri tin rằng Joe Biden bảo vệ cái quyền lợi của Mỹ nhiều hơn là ông Donald Trump. Donald Trump chỉ có 38%. Thưa quý vị, đây là cái thăm dò của Fox News. Nhưng mà cũng nhân tiện nói đi, Joe Biden và ông Donald Trump. Trong cái chương trình Morning Show, thì xứ ngôn viên Joe Scarborough đã cho rằng là ông Donald Trump trẻ trung hơn rất là nhiều ứng cử viên vòng sơ bộ của Dân Chủ. Ông đối thoại với cử tri, ông đối thoại với khán thính giả, engagement trẻ trung hơn khoảng 20 năm so với rất là nhiều ứng cử viên của Dân Chủ. Và tờ Washington Examiner đã có một bài báo tóm tắt cái ý kiến của ông Scarborough. Và Tổng thống Donald Trump đã đăng lại cái link này và kèm theo một điều, đó là về trí tuệ còn sharp hơn nữa. Tức là ý ông Donald Trump bảo rằng về ngoại hình và cả trí tuệ, brain, ông tốt hơn ông Joe Biden. Thưa quý vị, trước đây thì ông Donald Trump cũng bảo rằng ông trẻ trung hơn, năng động hơn ông Joe Biden. Hai ứng cử viên này chỉ cách nhau mấy tuổi mà thôi. Và sở dĩ, thưa quý vị, hiện nay ông Donald Trump đang tập trung tấn công ông Joe Biden. Và Giuliani, luật sư tư của Tổng thống Donald Trump, mới đây đã lên đường đi qua Ukraine để dig, tức là để đào bới những cái thông tin bất lợi về Joe Biden. Tại sao ông Donald Trump bây giờ lại nhắm vào Joe Biden? Bởi vì đây là ứng cử viên. Theo thăm dò và theo các cố vấn của ông, và theo cả phía những người đồng minh của ông Donald Trump, là người mà có thể kẻ tám lạng người nữa cơ. Đối với ông Donald Trump, đây là ứng cử viên mà đáng sợ nhất từ Dân Chủ. Và thưa quý vị, truyền thông cho biết là các cố vấn của ông Donald Trump, các cố vấn vận động tranh cử năm 2020 của ông Donald Trump, hiện nay họ không có muốn ứng cử viên của họ, tức là ông Donald Trump bỏ lơ ông Joe Biden đi. Nhưng mà có vẻ ông Donald Trump không có làm được điều này. Và thưa quý vị, như vậy bây giờ mọi con mắt đang đổ dồn vào cái hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Tại đây Tổng thống Donald Trump có gặp ông Tập Cận Bình hay không? Và cái cuộc chiến thương mại này nó sẽ đi đến đâu? Liệu Tổng thống Donald Trump có tiếp tục đấu đến cùng trong cái cuộc chiến thương mại này hay không? Nhưng mà rõ ràng thưa quý vị, truyền thông cho biết theo các nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc là Tổng thống Donald Trump không có ý nhượng bộ, bởi vì Trung Quốc hay vấn đề về biên giới là hai vấn đề mà ông Donald Trump muốn giữ lời hứa để muốn duy trì cái sự ủng hộ từ các cử tri cốt lõi, từ base của ông vào năm 2016. Và vào ngày hôm nay thì Bộ Quốc phòng đang chuyển cái số tiền cho các nhà thầu hơn 600 triệu Mỹ Kim nằm trong cái ngân sách 1,5 tỷ Mỹ Kim mà Bộ Quốc phòng rút từ các ngân khoản khác, từ cuộc chiến Afghanistan và các ngân khoản khác, để cho xây tường biên giới. Và TSA, thưa quý vị, TSA là cơ quan an ninh hàng không, mới đây cũng điều quyết định là điều khoảng hơn 300 nhân viên ra ngoài biên giới. Và như vậy là vấn đề biên giới thực sự có phải là một cơn khủng hoảng như mà chính phủ ông Donald Trump bảo rằng mà cần phải đến quân đội và cần phải đến TSA? Thưa quý vị, đây cũng là một cái vấn đề gây tranh cãi. Nhưng dù gì thì cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và tường biên giới
là hai vấn đề mà ông Donald Trump tin rằng đây là hai vấn đề cốt yếu để ông giữ được cái lực lượng nòng cốt, lực lượng cử tri nòng cốt ủng hộ mình vào năm 2020. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì có một cái cuộc điều trần mà không ít báo nào đăng. Đó là cái phiên điều trần của các chuyên viên về luật pháp, những học giả về luật pháp trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Trong đó có giáo sư về luật pháp hiến pháp. Đó là ông John Tully. John Tully là vị giáo sư luật ở trường đại học George Washington. Và trong cái phiên điều trần ngày hôm nay, khi bị các nhà luật pháp chất vấn rất là gay gắt, thì ông đã đưa ra lời cảnh báo cho dân chủ. Ông bảo rằng nếu như quý vị, nếu như dân chủ cứ tiếp tục leo thang cái buộc tội tổng trưởng tư pháp, tội khinh thường quốc hội, thì coi chừng quý vị có thể thua trước tòa. Bởi vì William Barr có cái căn cứ và ông viện dẫn cái quy định về thủ tục hình sự, cái quy định liên bang về thủ tục hình sự. Trong đó cái quy định, cái điều 6E là không có được phép công bố những cái thông tin về đại bồi thẩm đoàn. Thưa quý vị, tội khinh thường ở đây, cụ thể ở đây đó là Quốc hội Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông chủ tịch Ron Nadler đã gửi chat đòi William Barr, yêu cầu William Barr gửi cho họ cái bản báo cáo của Robert Mueller, bản báo cáo đầy đủ, không bị chỉnh sửa, không bị bôi xóa, kèm theo những chứng cứ, tài liệu về chứng cứ quan trọng. Nhưng mà William Barr từ chối chống đối cái chat này. Chính vì vậy mà ủy ban của ông Ron Nadler đã bỏ phiếu buộc William Barr cái tội khinh thường. Và bây giờ cái nghị quyết này nó đang nằm ở sàn Hạ viện. Và Hạ viện dưới sự lãnh đạo của bà Nancy Pelosi thì có thể, thưa quý vị, bà đang chờ cái chat đòi mà tống cho IRS và cho Bộ trưởng Bộ Ngân khố là ông Steven Mnuchin. Chat đòi đó nếu bị chống đối thì cũng sẽ được, tức là dân chủ họ muốn đưa ra bỏ phiếu trọn gói để buộc tội ông William Barr tội khinh thường quốc hội, để buộc Steven Mnuchin tội khinh thường quốc hội. Bây giờ trở lại với cái chat đòi, cái bản báo cáo của ông Robert Mueller. Quay trở lại ông Tully, giáo sư Tully cảnh báo dân chủ, khuyến cáo dân chủ là quý vị hãy cẩn thận, quý vị mà tiếp tục leo thang thì chưa chắc ra tòa quý vị đã thắng. Bởi vì ông William Barr, ông có kinh nghiệm trong một vụ kiện, và vụ kiện này mới được tòa liên bang ở DC đưa ra phán quyết. Và tòa DC đưa ra phán quyết một cái vụ tương tự, tòa DC phán quyết là tòa không có cái thẩm quyền để ra án lệnh buộc công khai thông tin bộ đại bồi thẩm đoàn. Và với cái vụ kiện của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, tức là bây giờ họ buộc ông William Barr cái tội khinh thường quốc hội. Rồi sau đó nếu như mà Hạ viện bỏ phiếu, rồi bà Nancy Pelosi chuyển sang cho biện lý của DC, thì chắc chắn cái vụ này nó sẽ ra ở tòa DC. Và cái căn cứ luật pháp của William Barr rất là vững. Đây là khuyến cáo từ giáo sư John Tully, giáo sư luật ở trường đại học George Washington. Vào ngày hôm nay thì ông Nadler, ông bảo rằng dân chủ không có ý định là sẽ impeachment ông William Barr. Nhưng mà quý vị biết là vào ngày hôm qua mới đây thì có 3 vị ở trong cái Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đó là ông chủ tịch Nadler, một thành viên dân chủ ở tiểu bang Florida, một thành viên dân chủ ở tiểu bang California. Ba nhà lập pháp này đã đề ra một cái dự luật, đưa ra một cái dự luật mà dự luật này muốn nhắm vào ông Donald Trump. Dự luật có tên là không có bất cứ tổng thống nào đứng trên luật pháp. Dự luật này nhắm vào ông Donald Trump về cái thời tiêu hình phạt. Tại sao, thưa quý vị? Tức là có thể truy tố một tổng thống cho dù sau này ông không có còn đương nhiệm nữa.
liên quan đến cái bản báo cáo của ông Robert Mueller. Trong đó Robert Mueller không có kết tội, cũng không miễn tội ông Donald Trump tội cản trở công lý. Bởi vì theo chính sách của Bộ Tư pháp là không kết, không truy tố một tổng thống đương nhiệm, một đương kim tổng thống. Và ông Robert Mueller cũng quan ngại về cái việc bất công, cái vấn đề bất công bởi vì truy tố một người nhưng mà không có thể đưa ra xét xử người đó. Đây là hai cái điểm. Và theo hơn 500 các đương kim công tố viên hay là cựu công tố viên, các nhà biện lý ở khắp Hoa Kỳ, Cộng hòa Dân chủ có hơn 800, thưa quý vị, hơn 800 người đã ký vào một cái thỉnh nguyện thư. Và họ cho rằng nếu như mà ông Donald Trump không phải là đương kim tổng thống thì ông đã bị truy tố cái tội cản trở công lý rồi. Cũng nhân tiện nói về William Barr và bà Nancy Pelosi, quý vị biết vào ngày hôm nay thì tại thành phố New York đã có một cái sự kiện nhằm vinh danh các cảnh sát quốc gia. Và ông William Barr đã gặp bà Nancy Pelosi tại đây và ông đã chọc quê bà Nancy Pelosi. William Barr bảo rằng là bà đến đây gặp tôi, bà đến đây, bà có đem theo cái còng tay tôi không vậy? Quý vị biết là bây giờ Dân chủ chia ra làm hai. Họ muốn truy tố ông William Barr. Nhưng bà Nancy Pelosi về vấn đề này bà dịu hơn. Nhưng mà bà cũng tố cáo ông William Barr đã khai dối trước Quốc hội. Cái căng thẳng nó còn đó, thưa quý vị. Và cái cuộc chiến này chưa biết nó đi về đâu, nhưng mà rõ ràng là quý vị thấy là đối với Tổng thống Donald Trump, quá nhiều mặt trận mà ông phải đối phó. Bây giờ hai vấn đề lớn nhất là cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Nếu không cẩn thận, nếu base dựa vào cái kết quả thăm dò của Fox News thì cho thấy cử tri, phần lớn cử tri, họ không có ủng hộ một cái cuộc chiến thương mại mà nó căng thẳng như vậy, bởi vì như vậy thì nó làm tổn thương cái nền kinh tế hơn, nhiều hơn là giúp nền kinh tế. Và còn những cái mặt trận khác. Hương Giang Loan tin đến quý vị là Tổng thống Donald Trump hết sức là bất bình khi biết tin là Ủy ban Tư pháp Thượng viện do Cộng hòa kiểm soát đã tống chát đòi đối với con trai, con cả của ông là Donald Jr. Và thưa quý vị, ông Lindsey Graham, thượng nghị sĩ Cộng hòa, một người bạn rất là thân của cố thượng nghị sĩ John McCain, ông là tiếng nói ủng hộ ông Donald Trump, không rõ ràng, không giấu giếm. Nhưng mà thời gian gần đây thì Lindsey Graham được cho là có những cái phát ngôn, có những cái hành động ủng hộ ông Donald Trump hơi cuồng theo đánh giá. Thưa quý vị, ông đưa ra lời khuyên cho Donald Trump Jr. là cứ phớt lờ cái trát đòi của Ủy ban Tư pháp Thượng viện đi, cứ tới đó rồi sử dụng cái quyền trong tu chính án thứ 5 để mà không trả lời, không cung cấp thông tin, tức là từ chối hợp tác, bất hợp tác. Và ngay lập tức cái tuyên bố của ông Lindsey Graham đã bị chỉ trích rất là nhiều, thưa quý vị. Vào ngày hôm qua thì có cái phong trào trên mạng xã hội, cái hashtag là kêu gọi Lindsey Graham từ chức. Và ngay lập tức được loan truyền với một cái tốc độ, được lan tỏa với một tốc độ rất là nhanh. Nhưng mà vào ngày hôm nay truyền thông cho biết là Donald Trump Jr. đã đạt được một cái thỏa thuận với Ủy ban Tư pháp Thượng viện, tức là anh ta sẽ ra khai, nhưng mà khai trong một cái phiên điều trần kín chứ không phải là phiên điều trần công khai. Chúng ta xem thử là cái cuộc điều tra của Ủy ban Tư pháp Thượng viện gần như đã đến hồi kết thúc, gần như là sắp đóng cửa, thì có cái thông tin nó mâu thuẫn, đó là Michael Cohen, cựu luật sư tư của Tổng thống Donald Trump, khai trước Quốc hội là ông báo cáo cho Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ít nhất là 10 lần về cái dự án Trump Tower ở Moscow. Nhưng mà Donald Trump Jr. vào năm 2017 thì trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện thì lại bảo rằng là anh ta biết sơ, biết rất là sơ sài về cái dự án này. Cũng nhân tiện nói về cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì Tổng trưởng Tư pháp William Barr đã bổ nhiệm công tố viên hàng đầu ở tiểu bang Connecticut
biện lý Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đó à, biện lý Hoa Kỳ, Hương Giang xin lỗi là Hương Giang quên mất tên, à, ông John Durham. Thưa quý vị, ông John Durham là biện lý Hoa Kỳ, công tố viên hàng đầu ở tiểu bang Connecticut. Làm công tố viên đặc biệt để mở cái cuộc điều tra, tìm hiểu việc FBI khi mà khởi sự cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, liệu bang vận động tranh cử của ông Donald Trump có thông đồng với người Nga hay không, liệu khi họ khởi sự họ theo đúng thủ tục trình tự hay là bất hợp pháp. Thưa quý vị, đây là vấn đề mà ông Donald Trump và các đồng minh của ông Donald Trump thúc đẩy. Bởi vì họ cho rằng là cái cuộc điều tra của FBI ngay từ đầu là bất hợp pháp, đặt băng nghe lén. Và cái này thì nó liên quan đến tòa FISA mà Hương Giang đã chia sẻ với quý vị. Tức là FBI để có lý do mà đặt băng nghe lén George Papadopoulos, cố vấn vận động tranh cử của ông Donald Trump, thì họ phải gửi đơn lên tòa FISA và tòa FISA đã cấp cho họ, cho phép họ. Nhưng mà phía chống thì cho rằng trong cái đơn nộp lên tòa FISA thì FBI đã đưa ra những cái chứng cứ, những cái thông tin mà gây hiểu lầm cho tòa. Và như vậy thì bây giờ chúng ta có ông Durham. Ông Durham có kinh nghiệm làm công tố viên đặc biệt. Đây là vụ thứ ba, trước đây ông đã điều tra hai vụ mà điều tra liên quan đến những nhân viên an ninh quốc gia có những cái hành vi sai trái. Và thưa quý vị, tình hình chính trị của Mỹ thì vẫn sôi động và căng thẳng. Có một bản tin là bản tin cuối cùng, nó liên quan đến cộng đồng gốc Việt. Bản tin này thực ra thì từ truyền thông Mỹ đăng từ hồi đầu tuần, tức là từ hôm thứ hai mà Hương Giang không có dịp chia sẻ đến với quý vị. Đó là một loạt các cơ quan thực thi công lực địa phương, ICE, tức là cơ quan thực thi di trú liên bang, USCIS ở Houston, tiểu bang Texas, tức là sở di trú, cơ quan di trú, cùng cảnh sát địa phương, tức là cảnh sát ở Houston, đã đồng phối hợp mở một cái cuộc điều tra. Và kết quả của cuộc điều tra này, thưa quý vị, họ đã triệt phá được một đường dây kết hôn giả trong cộng đồng người gốc Việt. Đường dây này có 96 người bị truy tố, trong đó đã có 50 người bị bắt giữ. Nếu quý vị nào mà lên cái website của Sở Di trú thì quý vị biết là trên đó họ có ghi danh tánh của những người liên quan. Riêng trong cái thông cáo báo chí mà Hương Nhân đọc ở trên website của IC, tức là cơ quan thực thi di trú và quan thuế liên bang, thì chỉ trong cái thông cáo báo chí này chỉ đề cập đến danh tánh của hai người. Một người được cho là trùm, tức là đứng đầu cái đường dây này, đứng đầu một cái tổ chức có trụ sở tại Houston và chuyên làm những cái hồ sơ kết hôn giả. Và người thứ hai đó là một luật sư, một nữ luật sư người gốc Việt. Và nữ luật sư này, thông tin mới nhất là cô không có nhận tội. Thưa quý vị, tổng cộng là hơn 200 tội danh đối với 96 người này. Tội danh thì nó trải dài rất là nhiều. Trong đó nó liên quan, thưa quý vị, cái đường dây này là thu tiền của những người ở Việt Nam muốn sang Mỹ định cư bằng theo cái con đường kết hôn, tức là muốn có thẻ xanh bằng con đường kết hôn. Và mỗi một cái hồ sơ như vậy thì họ trả từ 50.000 đến 70.000. Rồi cái đường dây này họ đi tuyển công dân Mỹ. Họ đi tuyển công dân Mỹ, những người này sẽ về Việt Nam để kết hôn. Thậm chí họ hướng dẫn về Việt Nam như thế là nào, đi lại ra sao. Và những cái cặp này thì kết hôn có giấy tờ đàng hoàng nhưng mà không có chung sống với nhau. Chính vì vậy, nhà chức trách xác định đây là hôn nhân giả. Tức là họ qua bằng con đường hợp pháp, tức là có giấy tờ đàng hoàng nhưng mà những cái cuộc kết hôn này là những cái cuộc kết hôn giả. Và họ làm giả, họ giả mạo cả giấy tờ như là bưu điện nước, rồi giả giấy tờ công an việc làm.
những người này chưa từng gặp nhau, thậm chí là có những người chỉ có gặp nhau trước khi mà có giấy, cái chứng thư hôn nhân, chứng thư kết hôn. Ở Mỹ gọi là license đó quý vị, cái marriage license. Rồi thậm chí là không có gặp nhau luôn, có những cái case là không gặp nhau. Và họ đứng ra dàn dựng những cái album. Còn nữ luật sư người gốc Việt thì bị cáo buộc là đã mua chuộc, tức là xáo trộn gây ảnh hưởng với nhân chứng. Bảo nhân chứng là nên tạm thời trốn đi, tức là người báo tin cho cơ quan thực thi công lực. Thưa quý vị, đây được xem, nhà chức trách được xem là một trong những cái đường dây lớn nhất bị triệt phá từ trước tới nay. Nhưng mà có rất là nhiều thông tin hiện nay chúng ta Hương Giang chưa có thấy rõ, nhà chức trách không có công bố là nguyên nhân từ đâu mà họ mở, họ khởi sự một cái cuộc điều tra như vậy. Tình cờ phát giác ra trên giấy tờ hay là có người nào cáo giác? Bây giờ những người đó, những người bị truy tố thì họ sẽ bị đối diện với mức án như thế nào? Cô luật sư thì thông tin mới nhất là cô không có nhận tội. Họ đối diện với mức án như thế nào? Liệu những cái người đã qua đây và bây giờ, tức là họ kết hôn có giấy tờ nhưng mà bây giờ bị cái hôn nhân của họ xác định, được xác định là hôn nhân giả, thì họ có bị trục xuất về nữa hay không? Và những người đứng ra bảo lãnh họ theo đường kết hôn như vậy thì bây giờ có những cái vấn đề pháp lý gì hay không? Thì 96 người này, những cái cáo buộc cụ thể từng người một thì Hương Nhân chưa có nắm. Nhưng mà ngày hôm nay Hương Nhân có nói chuyện với một số những người làm cái dịch vụ mà về di trú, thì họ bảo rằng cái vụ này làm gây ảnh hưởng rất là nhiều. Và như vậy, những cái hồ sơ kết hôn của những người Việt, người gốc Việt, nó sẽ trở nên khó khăn hơn, sẽ bị xăm soi nhiều hơn. Đó là cái hệ lụy. Và chúng ta chờ xem thử cái bản án cuối cùng là như thế nào và xét thô về mặt pháp lý ra làm sao, Hương Nhan sẽ cập nhật đến quý vị. Và đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng, nhẹ nhàng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.